danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Xin chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với lesson 2 với chủ đề mà chúng ta đã học ở buổi hôm trước là về gì nhỉ? Về chủ đề thời tiết, đúng không nào? Buổi học hôm trước các con có nhớ là mình đã học về dạng câu gì không? Hỏi về thời tiết của ngày hôm nay và ngày mai sẽ như thế nào? Là mẫu câu gì nhỉ? What will the weather be like tomorrow? Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào? Và câu trả lời thì sẽ it will be cộng với những tính từ chỉ thời tiết mà chúng ta đã được học từ buổi hôm trước. Ví dụ như một số từ cô nhắc lại xem rồi các con tự nghĩ trong đầu là mình có bật ra được nghĩa ngay không nhá. Foggy, windy, rainy, cloudy, sunny, hot, cold, cool, stormy. Đấy, sương sương vài từ thôi. Đứa nào mà bật nhanh thì chứng tỏ học bài rồi nhá. Còn bạn nào mà đang còn u ớ, gọi là u ờ thì chứng tỏ là mở sách ra xem lại ngay đi, để chúng mình có thể chắc chắn hơn trước khi bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Không là sẽ bị đuối đấy các con nhá. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ đến với lesson 2. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động với bài đầu tiên. Look, listen and repeat. Dạo bài tập này thì rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Các con đầu tiên hãy đọc qua những cái bức tranh này xem là nội dung các bạn đang nói chuyện với nhau là gì. Mình gạch chân những cái mẫu câu mà mình cho là quan trọng là sẽ khám phá, sẽ được học trong ngày hôm nay. Rồi sau đó, sẵn sàng rồi, cô sẽ bật băng. Cô và các con sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Page 54. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. It's so hot today. Is it always like this in summer, Nam? Yes, it is. B. It's usually hot in summer and it rains a lot. Really? I like summer here because I can swim in the sea. C. What's summer like in your country, Peter? It's cooler than here, but it's very green. There are lots of flowers and plants. D. Really? I'd like to visit your country in summer. Các con thấy sao? Cũng là về thời tiết nhưng mà không còn là ngồi ở nhà xem TV nghe cô dự báo thời tiết nữa, mà chúng ta đang bàn luận về thời tiết ở những cái nơi khác này, rồi là những cái mùa màng mà mình thích, hoặc là trong cái mùa đấy thời tiết như thế nào, cây cỏ ra sao, mình có thể dùng cái vốn tiếng Anh của mình để mà miêu tả được. Ví dụ nhá, trong picture A nào, với bức tranh A, hai bạn này có vẻ đang rất là vui nhỉ, chắc là đang hưởng thụ, kiểu này là đang nghỉ hè đây này, bắt đầu nghỉ hè mới gặp gỡ bạn bè, bắt đầu nói chuyện với nhau. It's so hot today. Is it always like this in summer, Nam? Ngày hôm nay nóng thế nhỉ? Thời tiết lúc nào cũng như vậy vào mùa hè à, Nam? Thì bạn Nam mới trả lời là gì? Yes, it is. Ừ, đúng rồi đấy. It's usually hot in summer and it rains a lot. Thường thì trời sẽ nóng vào mùa hè và còn mưa rất là nhiều nữa. Really? I like summer here because I can swim in the sea. Ôi thật á, tớ thì tớ thích mùa hè ở đây lắm vì tớ có thể xuống biển đi bơi. Đúng rồi, mùa hè ai chẳng thích đi biển nhỉ? What's summer like in your country, Peter? Thế mùa hè ở nước cậu thì như thế nào hả, Peter? It's cooler than here, but it's very green. There are lots of flowers and plants. Ở chỗ tớ thì mùa hè mát hơn ở đây, nhưng mà trời vẫn rất là trong xanh. Rồi như nào đây? Có rất là nhiều hoa và cây cỏ.
Nói chung là cô thấy là mùa hè Việt Nam mình nóng nóng lắm rồi ấy. So với cái cấp độ nóng là nó còn tăng lên hàng ngày, hàng năm ấy nhỉ. Nhưng mà không sao, sức chịu đựng của chúng ta vẫn vẫn rất là tốt, thích nghi vô cùng giỏi. Really? I'd like to visit your country in summer. Oh, thật á? Tớ rất là mong sẽ được thăm đất nước của cậu vào mùa hè. Thế tóm lại là hai bạn nam này đang nói chuyện với nhau về thời tiết như thế nào vào mùa hè ở đất nước tớ, rồi là ở đất nước của bạn. Đấy, được chưa? Thế thì các con lưu ý cái mẫu câu gì của ngày hôm nay nhỉ? Chúng ta sẽ lưu ý mẫu câu là mình hỏi xem là cái thời tiết ở cái mùa nào đó ở một nơi khác nó như thế nào. Tại sao? Bây giờ mình học tiếng Anh nhá, sau mình thành công dân toàn cầu rồi, mình sẽ có rất là nhiều bạn bè nước ngoài đúng không? Thì mình cũng hỏi các bạn để xem thời tiết như nào, cập nhật chứ. Sau lớn thì học giỏi, kiếm nhiều tiền còn đi chơi nhỉ. Cập nhật hỏi xem người ta là thế đất nước cậu mùa hè mùa xuân như thế nào, thời tiết ra sao, có thích hợp để đi chơi không, mình nên làm gì này, hoặc là mình mà muốn sang chơi với cậu thì mình nên mang áo cộc hay là áo phao chẳng hạn. Đấy, rất là quan trọng chứ có phải đùa đâu. Nhưng mà các con lưu ý cái mẫu câu này giúp cô nhé. What's like in your country? Tức là mình sẽ hỏi xem là cái mùa này ở đất nước cậu thì thời tiết nó như thế nào. Ví dụ, what's summer like in your country? Mùa hè ở đất nước cậu thì sẽ như thế nào nhỉ? Rồi là what's spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước cậu thì như thế nào? Đó, người ta hỏi như vậy thì mình sẽ trả lời gì đây? It's usually cộng với những tính từ chỉ thời tiết mà chúng ta đã học này. Hay là có một cái mẫu câu khác là they is, they are, tức là có cái gì vào cái mùa đấy. Giống như là hai bạn lúc nãy còn nói chuyện với nhau đó. Mùa hè thì nóng này, hay là mùa hè thì mát hơn này. Rồi là có gì? Có hoa, có cây, có cỏ chẳng hạn. Đây thì các con sẽ tùy cơ mà ứng biến, xem mùa ở đất nước mình có cái gì thì mình liệt kê vào đây nha. Nếu như mà thấy nó đang còn hơi mơ hồ một chút thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào từng những cái ví dụ cụ thể hơn thì các con sẽ hiểu rõ. Đây, ví dụ quan sát bức tranh đầu tiên nha. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi về mùa gì nhỉ? Mùa xuân. Rồi mình có tính từ cold là lạnh và danh từ wind là gió. Đừng có đứa nào nhìn đảo đảo nhanh một cái là bắt đầu lại it's cold and wind. Đấy, cô nghi là nhiều đứa nhầm như thế lắm. Nhớ nhá, wind ở đây là danh từ thì mình sẽ dùng cái cấu trúc ở dưới ấy, là there is, there are, tức là có gió hay không, chứ không phải là trời gió. Tại vì trời gió thì mình phải dùng từ gì nhỉ? Từ wind. Nhớ chưa, nhớ chưa? Wind ở đây là gió. Nào, thì câu hỏi của chúng ta sẽ như thế nào đây? Mùa xuân ở đất nước cậu như thế nào? Chúng ta sẽ có câu hỏi. What's spring like in your country? What's spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn thì như thế nào? Nào, như thế nào đây? Các con giúp cô trả lời hai vế. Một cái là mình sẽ nói là mùa xuân lạnh. Cái vế thứ hai sẽ là có gió. It's usually cold. There is wind. Trời thì lạnh và có gió. Đấy, các con đã hiểu được là cái cách đặt câu hỏi và cách trả lời như thế nào chưa? Nếu như mà đã nắm được rồi thì bây giờ chúng mình sẽ quan sát một số bức tranh nữa để luyện tập nhé. Đây, mùa hè nóng lại còn có rất là nhiều hoa nữa đây này. Thì chúng ta sẽ có câu hỏi là What's summer like in your country? Mùa hè ở đất nước các bạn thì như thế nào? It's usually hot. There are flowers. There are flowers. Có hoa, có các loại hoa. Và trời thì thường nóng. Các con lưu ý là cái việc dùng there is với there are đấy nhá. Đừng có mà there are wind rồi là there is flowers. Nhầm một tí là đi xa ngàn dặm nhá. Flowers ở đây chúng ta có S thì chúng mình phải dùng there are. There are, there is thì đều là nghĩa. Nhưng mà there is cộng với danh từ số ít, còn there are cộng với danh từ số nhiều. Nhớ nha. Rồi, tiếp theo. Now, autumn, autumn mùa thu. Cool. Rain. Mát mẻ. Có mưa. Chúng ta sẽ có câu hỏi là What's autumn like in your country? Mùa thu ở đất nước bạn thì như thế nào? It's usually cool. There is rain. Trời thì thường mát mẻ và có mưa. Nào, bước chốt hạ là các con ơi. Mùa đông rất là lạnh. Có tuyết sẽ là
What's winter like in your country? It's usually very cold. Chết rồi. Các con có phát hiện ra câu này nó sai chỗ nào không? Cẩn thận nhá, không cứ thấy cô viết lên đây cái lại cứ nghĩ là đúng hết. Sai chỗ nào nhỉ? Ở đây nhá, snowy là gì? Là tính từ. Tính từ có tuyết thì mình không thể there is hay là there are snowy được, đúng chưa? Mình chỉ được nói là có tuyết thì mình sẽ dùng danh từ snow. There is snow. Còn nếu như các con mà muốn dùng từ snowy thì mình sẽ chốt lên trên đây sẽ là it's usually very cold and snowy. Đấy, được chưa nhá? Cẩn thận, không là bị đánh lừa giữa cái việc mà danh từ với tính từ nó sẽ rất là dễ lẫn lộn với nhau. Tại vì nó chỉ khác nhau mỗi cái là thêm chữ y ở đằng cuối cái danh từ đấy thôi. Các con lưu ý một chút nhá. Rồi, sau khi mà chúng ta đã luyện tập xong phần này thì mình sẽ có rất là nhiều mẫu câu tích tụ từ buổi học hôm trước cho đến buổi học ngày hôm nay. Các con tha hồ mà tạo nên những đoạn hội thoại nha. Nào, mình sẽ cùng nhau hỏi và trả lời những câu hỏi về mùa và thời tiết. Mùa thì có bao nhiêu mùa đây? Đây, sẽ có ngay câu hỏi how many seasons are there? Có bao nhiêu mùa? Ở Việt Nam mình có bao nhiêu mùa các con? 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Nãy mình cũng đặt hết câu hỏi ở đây. Xuân là gì? Spring. Hạ là gì? Hạ là gì? Summer. Mùa thu? Autumn. Mùa đông? Winter. Mình trả lời được câu này nhá. There are 4 seasons in the country này. Rồi, với câu đầu tiên phải hỏi là where do you live? Bạn sống ở đâu đã? Thì I live in, tôi sống ở đâu thì liệt kê ra này. Đấy, rồi câu hỏi tiếp theo, how many seasons are there? Có bao nhiêu mùa? What are they? Đó là những mùa gì? What's your favorite season? Thế mùa ưa thích của bạn là gì? Bạn thích mùa gì nhất? Thì mình trả lời này. Rồi người ta sẽ hỏi xem là thích cái mùa ưa thích này hay là những cái mùa khác ở đất nước bạn thì nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ dùng cái cách trả lời mà mình vừa học đó. It's usually cộng với những tính từ hay là there is, there are. Trong cái mùa đấy có mưa, có nắng, có gió, có hoa, có cỏ gì thì các con cứ liệt kê ra nha. Mình cùng nhau luyện tập với các bạn những cái mẫu câu này. Đấy, thế là mình có rất là nhiều dạng câu hỏi về chủ đề thời tiết và mùa màng rồi đấy. Lưu ý một chút nhé. Và sau khi chúng ta đã hoàn thành bài này thì mình sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Listen and write one word in each blank. Mình sẽ nghe các bạn này nói về thời tiết. Thì các con chú ý xem là bạn Tony, bạn Akiko, bạn Mai đang nhắc đến cái mùa ưa thích của các bạn ấy là mùa gì này. Rồi là các bạn ấy miêu tả thời tiết của cái mùa đó ra sao để mình điền vào những cái chỗ trống như thế này. Cô gợi ý một chút nhá. Thường thường ở cái vế đằng trước đây này, mình sẽ dùng những cái tính từ để miêu tả. Còn đằng sau a lot of, mà a lot of chắc chắn là phải cộng với một danh từ. Thì bạn ấy sẽ nói là cái mùa đấy nó sẽ có nhiều cái gì. Đấy, các con nghe cho kỹ để sao cho điền một phát mà đúng được hết 5 chỗ này luôn nha. Nào, sẵn sàng chưa? Bây giờ cô sẽ bật băng nhé. Nào, sau khi mà đã nghe xong rồi, đã điền được chưa? Nếu như mà nghe lần đầu tiên các con vẫn đang còn hỏng mất 1-2-3 chỗ gì đó thì tua lại, nghe thêm lần 2. Lần 2 chưa được thì nghe thêm lần nữa là lần 3 nha. Nói chung là tối đa 3 lần thôi, chứ đến 4-5 lần thì chắc hơi quá nhỉ, không đến mức đấy đâu. Nghe 3 lần, cố gắng điền được hết chỗ này. Để bây giờ check xem là mình nghe đúng hay nghe sai nha. Nào, bạn Tony, bạn ấy đang nhắc đến mùa gì các con? Winter, winter, mùa đông. Mùa đông thì thời tiết sẽ như thế nào đây? It's usually cold. And there is a lot of wind. Và có rất là nhiều gió. Đáp án của cô, chỗ thứ nhất, wind, có gió. Tiếp theo để bạn Akiko nhá, mùa mà bạn ấy nhắc đến là gì các con? Cũng là winter, cũng giống bạn Tony, winter. Thế thời tiết, cái mùa mà bạn ấy ưa thích thì sẽ như thế nào? Cậu, chắc chắn rồi, mùa đông lúc nào chả lạnh. Nhưng mà quan trọng là nó có cái gì nhiều đây? A lot of snow, có rất là nhiều tuyết. Mùa đông đã lạnh rồi, nhiều tuyết hay là nhiều gió thì nó cũng đều khiến cho mình cảm thấy cái lạnh nó gọi là se sắt hơn rất là nhiều nhỉ. Tiếp theo đến bạn Mai của chúng ta thì nhắc đến mùa hè. Mùa hè thì thời tiết sẽ hot and a lot of rain. Mùa hè thì nóng và có rất là nhiều mưa. Đấy nhá, những cái từ để mà điền rất là dễ thôi. Chúng mình cùng xem lại. 1 wind, 2 winter, 3 snow, 4 hot, 5 rain.
rất là dễ. Các con check lại xem mình có làm đúng hết không nha. Sau khi mà đã kiểm tra xong cái bài này rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo là phần 5. Write about your favorite season in weather. Các con sẽ viết về cái mùa mà mình ưa thích và cái thời tiết của mùa đấy thì nó như thế nào. Mình cố gắng viết thành một đoạn văn các con nha, bằng cách là trả lời những cái câu hỏi gợi ý ở dưới đây. Chúng ta có những câu hỏi gợi ý gì nào? What's your favorite season? Mùa ưa thích của các con là mùa gì này? What's the weather like in your favorite season? Thế thời tiết trong cái mùa đó thì như thế nào? What's the weather like today? Thời tiết ngày hôm nay ra sao? What will the weather be like tomorrow? Thế thời tiết ngày mai thì sẽ như thế nào? Gợi ý chút nhá. Thì đầu tiên các con có thể nói là tôi đang sống ở đâu này, rồi là chỗ của tôi có bao nhiêu mùa. Mình cũng phải có mở đoạn thân đoạn chứ. Đấy. Rồi là trong bốn mùa đấy thì tôi thích nhất mùa nào? Tôi thích nhất mùa xuân chẳng hạn. Tại vì sao? Mùa xuân thì rất là ấm áp này. Rồi mùa xuân có nhiều gió thì tôi có thể đi picnic, tôi có thể đi chơi chẳng hạn. Đúng không? Rồi là nói luôn là thời tiết hôm nay rất là tốt, như mà tôi thích chẳng hạn. Rồi là vì vậy chúng tôi đi chơi, nhưng mà xem dự báo thời tiết thì ngày mai có mưa, nên mà chúng tôi chỉ quyết định là đi chơi một ngày thôi. Đấy, sương sương nhá, cô tự tưởng tượng ra cũng phải viết được một đoạn đến 10 câu rồi đấy. Thì các con xem thế nào, chỉ cần dựa vào 4 câu hỏi này thì mình cũng có 4 câu. 4 câu thì cũng tạo thành một đoạn văn rồi. Nhưng mà cô rất là mong là các con có thể trả lời được nhiều những cái câu hỏi hơn nữa. Mình có thể viết được một đoạn văn dài dài một chút. Đấy, mình viết nhiều thì mình mới dẻo tay được nha. Viết thật nhanh bài này. Rồi bạn nào mà nhiệt tình hơn nữa thì có thể comment cái phần viết của mình xuống video, cô có thể xem và check, sửa giúp các con nhé. Nào, sau khi mà đã viết xong bài này thì chúng mình sẽ đến với phần lesson, cùng nhau giải tỏa căng thẳng một chút trước khi kết thúc bài học của ngày hôm nay các con nha. Mình sẽ được nghe một bài hát tên là gì? The Weather Song. Bài hát về thời tiết. Trước khi nghe, chúng mình sẽ đảo qua cái phần lyric, phần lời, xem là nó như thế nào để mình tí nữa bắt nhịp bài hát cho nhanh ha. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like today? It's sunny and it's windy, and there will be rain later. Thời tiết như thế nào ngày hôm nay? Trời nắng và có gió, và sau đó sẽ có mưa. What will the weather be like? What will the weather be like? What will the weather be like tomorrow? It will be cold, it will be wet, and there will be snow as well. Thời tiết ngày mai thì như thế nào nhỉ? Thời tiết ngày mai thì sẽ lạnh này, ẩm ướt và còn có cả tuyết nữa. Thế là bài hát này là có hai vế nhỉ? Vế đầu là nói về thời tiết của ngày hôm nay, vế sau là nói về thời tiết của ngày mai. Bây giờ cô sẽ bật băng, các con cùng nghe và hát theo bài hát nhé. Page 55. Activity 6. Let's sing the weather song. What's the weather like? What's the weather like? What's the weather like today? It's sunny and it's windy, and there will be rain later. What will the weather be like? What will the weather be like? What will the weather be like tomorrow? It will be cold, it will be wet, and there will be snow as well. Các con thấy bài hát này như thế nào? Rất là hay và sôi động đúng không nào? Sau khi mà chúng ta đã nghe xong này, tinh thần đã thoải mái rồi, thì các con hãy nhanh chóng xem lại vở của mình là ngày hôm nay chúng ta đã học những cái mẫu câu nào quan trọng, đánh dấu vào đấy để mà buổi tiếp theo luyện tập cho nhuần nhuyễn, rồi sẵn sàng đến với những bài học tiếp theo nha. Còn bài học của ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi. Rất là cảm ơn các con đã quan tâm và theo dõi bài giảng của cô. Hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.